Em lên sóng giới thiệu các bác một con rửa bát T9 vừa dọn xong. Phải nói cái con máy này nội thất cực đẹp, ngoại thất cũng rất đẹp luôn. Hàng hiếm các bác nhé. Em báo giá luôn, em bán con này là 4 triệu 3, bảo hành 2 năm. Quá mới luôn, quá đẹp. Tầm tiền thì rất là vừa phải. Đấy. Bác được hưởng thụ cái công nghệ của cái dòng đời cao T9. Đấy. Mà giá thành thì cũng loanh quanh như các bạn TL7 hơn một chút thôi. Thực bên em đã làm rất là sạch đẹp rồi, mặt mũi sáng. Đấy. Quay qua hai số điện thoại bên em, hai số này các bác nhé. Các bác liên hệ cho em theo hai số này của Zalo, hai kênh YouTube. Khi các bác xem thì cho em xin một cái đăng ký kênh nhé, ủng hộ bên em. Cảm ơn các bác. Một con T9. T9 này thì nó tương đương với cả dòng TR9 về tất cả máy móc bên trong. Đấy, chức năng các thứ thì nói chung máy rửa bát giống nhau rồi, thì em không nói về chức năng, nhưng mà nó rất là đẹp. Cái giao diện các bác nhìn này, trang trí cái giao diện đẹp. Đấy, quá đẹp luôn. Hình thức làm trắng đẹp, sạch đẹp này, lưng tôn phẳng. Đời 2016, CD0299. Đấy, bác nào muốn một cái mẫu mã như này mà đời cao thì chốt con này nhé, 1,3 triệu. Lưng tôn đẹp. Đặc biệt đây các bác, nội thất cực đẹp như mới tinh, nội thất giống hệt màu của TR9 với TR8, con này mới quá luôn, quá mới. Các cái giá nó như mới tinh này các bạn, con này chắc bên Nhật gần như là không dùng mấy, nội thất hiếm, hiếm con nào đẹp như này luôn, đẹp hiếm, giá thành thì mềm mại 4,3 triệu thôi. Chốt máy xóa mới cứng cửa, quá đẹp, xuất sắc. Đồng máy 6 bộ bát đũa các bạn nhé, xoang chỉ này. Đây, cửa như mới, thật sự là đẹp, là mới. Bác nào chốt nhanh con này, alo em nhé, 4,3 triệu bảo hành tận 2 năm luôn. Máy rất là bền, đặc biệt máy rửa bát Nhật các bạn. Lưu ý là máy rửa Nhật, bát Nhật rất là bền và rửa với nước nóng thôi, không cần hóa chất tẩy rửa, vẫn rửa sạch bình thường. Không tốn tiền điện nước nhiều, không tốn tiền hóa chất, không gây độc hại cho sức khỏe. Rửa bát khử khuẩn, diệt khuẩn bằng công nghệ khử khuẩn của máy và nước nóng 80 độ C. Rất đáng để mua, nó như là một cái vật dụng thiết yếu cho gia đình các bác nhé. Hiện tại thì bên em rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều máy, lúc nào cũng có vài chục chiếc cho các bác để lựa chọn nhé. Quay trở lại con này, em thì em hay đăng từng chiếc một để các bác dễ mua, dễ lựa chọn. Mã số 7. Đấy, các bác đọc đúng mã máy thêm nhé, đúng CD máy cho em, CD 0299 từ 2016.